Nếu được hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy bất ngờ nhất trong những ngày vừa qua, thì hẳn đó phải là huấn luyện viên Park Hang-seo và đội ngũ ban huấn luyện của U23 Việt Nam. Mỗi buổi tập, ông thầy người Hàn và các cộng sự lại mang đến một sự tươi mới cho các học trò. Những bài tập từ khởi động tới rèn thể lực hay tư duy chơi bóng, tất cả đều không giống nhau. Và đây là một bài tập thú vị không kém. Đây chính là phần khởi động trong buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam. Nhóm cầu thủ hai người, một người đánh đầu thật mạnh làm sao để ghi bàn vào gôn tôm, người còn lại trổ tài làm thủ môn đỡ chạy bóng. Các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra rất hào hứng với màn khởi động này. Không khí của toàn đội cũng vui vẻ hơn rất nhiều so với những bài tập nặng về thể lực ở các buổi trước. Thậm chí, có cầu thủ còn giả vờ làm động tác khua tay múa chân giống như thủ môn Đặng Văn Lâm làm ở Asian Cup vừa rồi. Nhiều cầu thủ đánh đầu vẫn chưa được tốt, trong khi đó khả năng bắt bóng thì không phải sở trường, nên đa phần đều để lọt lưới. Trong khi các cầu thủ tỏ ra vui đùa với bài tập bắt gôn, thì các thủ môn nghiêm túc thực hiện những bài tập của các huấn luyện viên thủ môn đưa ra. Cũng ở buổi tập mới đây, lãnh đạo VFF đã đến sân hỏi thăm, động viên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau nhiều ngày tập thể lực tương đối nặng, ngày 13 tháng 3, toàn đội được nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời họp báo trao đổi với báo chí.